đây hôm nay chúng ta sẽ có một cái nón miễn phí. Mình không biết là cái thời điểm mình qua như thế này sau đó nó có ra nữa hay không. Thì trong cái video trước mình cũng đã có đề cập là sẽ có 5 cái nón miễn phí ra tiếp theo, đó chính là của Ukraine nè, Philippines nè, Indonesia, cái nón hiện tại trên video này và cái nón của Brazil. Đó, thì mình không nghĩ là nó ra quá sớm đi, tại vì mình cái thời điểm mà mình quay cái video đó là khoảng vào 1 giờ mấy, 2 giờ gì đó. Và bây giờ cái thời điểm mình quay, các bạn nhìn đi, 12 giờ rưỡi rồi, gần 12 giờ rưỡi khuya rồi, ngày 16 tháng 8 năm 2019. Đó là cái thời điểm mình quay này rất là sớm, chứ không phải là mình úp trễ. Chứ không phải là mình quay trễ nha, mình quay rất là sớm, cái thời điểm mình nó mới ra luôn á. Cái này không thể try on được, try on nó kỳ quá, cái office của mình hơi có vấn đề một xíu. Thì tóm lại là cái thời điểm mình quay đó chính là vào hơn 12 giờ rưỡi khuya, và cái thời điểm mình up mình sẽ rơi vào khoảng 9-10 giờ sáng đó, nên là thông tin có thể là chậm chạp một xíu, tại vì mình lỡ cái quay cái video kia rồi. Và chúng ta sẽ lấy nó. Theo mình tự dự đoán thì như năm cái nón Fedora miễn phí ra thì mình nghĩ là xong cái nón này chắc cũng ra tới tấp luôn á. Chắc có gì thì mình sẽ làm video bổ sung thêm, hoặc là mình sẽ để link với cái phần video này nhá. Thì cái nón Fedora này nó cũng giống như bao cái nón mình có nói lộn không? Thì cái nón Fedora Hàn Quốc này thì nó cũng như giống như những cái Fedora trước thôi, nó chỉ khác ở cái phần viền màu sắc và cái lá cờ ở trên đây thôi. Và mình cũng đang có một cái kỳ vọng rất là lớn cho cái việc mà xuất hiện cái Fedora Việt Nam. Rất là kỳ vọng đó nha. Tại vì bao nhiêu nước cũng có nè, như nước Hàn Quốc này thì cũng là một nước châu Á. Mình mong là ở một cái tương lai gần nhất có thể là product nó ra được cái nón của Việt Nam ha. Mình nhớ là có một bạn nào đó comment bảo là nếu mà Rolex nó có ra cái Fedora Việt Nam chắc bạn ấy sẽ đeo suốt luôn. Nói chung là cái tinh thần mà các bạn đó yêu nước khá là cao nữa. Ok, và mình nghĩ là cái video này đến đây là được rồi. Và mình nghĩ là nó sẽ ra một loạt những cái Fedora khác như mình đã đề cập hồi nãy. Ok, và cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Và nhớ bấm thích cái video này thật là nhiều. Bấm một lần thôi. Nhớ là bấm một lần thôi nha. Bấm một lần là sẽ tích lên một cái con số đó. Và nhớ cách đăng ký kênh mình nếu mà bạn mới biết đến kênh của mình luôn nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.